Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Trân miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình cũng làm một cái clip là ấp gạch lên tường cũ tiếp tục ngang cô chú anh chị và các bạn. Thì cái tường này mình đã vệ sinh và tưới nước xong hết rồi nha. Rồi mình cũng có dán lên một khúc rồi nè cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về mình xài cái dụng cụ để mình canh cái đường gon á cô chú anh chị. Thì ở cửa hàng người ta cũng có bán cho mình một cái số là tre chữ thập á. Thì cái tre chữ thập này mình đang sử dụng là nó 1 ly đó. Thì cái bức tường này gạch này mình dán là chỉ cái đường gon ở chỉ 1 ly thôi ngang cô chú anh chị và các bạn. Thì cái tường cũ này do nó không được là thẳng á nên mình không có xài dùng laser canh đứng cái mặt phẳng của viên gạch được nha. Thì mình chỉ lấy cái mặt bằng thôi. Thì ở đây mình đã đi cái đường chân gầy cái đường chân trước rồi để cho nó cứng, rồi mình sẽ tiến hành dán cho cô chú anh chị và các bạn xem. Cô chú anh chị xem kênh của mình có thấy hay hữu ích nhớ đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho mọi người cùng xem và cho mình một like nha cô chú anh chị. Mình chân thành cảm ơn rất là nhiều. Thì cái kênh mình để chia sẻ về công việc hàng ngày thì ốp gạch nè, lát gạch nền, hoặc là mình chế những dụng cụ để mình làm bên thiết bị lên bên xây dựng á. Thì cũng có rất nhiều bạn hỏi mình có là bán hay không. Thì mình ở sẵn đây mình cũng nói cho các bạn biết là dụng cụ của mình chế ra để làm chứ cũng không có bán nha. Thì mong các bạn thông cảm cho mình nha. Thì có những cái video mình hướng dẫn chế những cái dụng cụ làm thì anh chị nào có cần thiết muốn làm thì xem lại cái kênh của mình, cái video của mình lúc trước có hướng dẫn đó, thì xem đó để làm nha. Còn ở đây là mình chỉ sử dụng để mình làm thôi, mình làm và sử dụng thôi. Thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp mình ốp gạch tường cũ nha.
Thank you.